Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 6, lực lượng phòng chống thiên tai, bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển miền Trung, nơi dự kiến bão sẽ đổ bộ, đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bão. Tổng hợp nhanh của nhóm phóng viên. Tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp cùng chính quyền địa phương đến giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn, gia cố nhà cửa bằng các bao cát nhỏ để bỏ trên mái nhà, nhằm hạn chế tác động của gió lớn đang dần mạnh lên khi bão số 6 tiến sát vào đất liền. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ cứu nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì trực theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai. Các địa phương đơn vị trong tỉnh cũng chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của bão số 6 và mưa lũ, chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Huyện đảo Lý Sơn đang có gió bắc đến tây bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Trên đất liền, vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để ứng phó với bão. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương trong vùng xung yếu hoàn thành di dời người dân đến nơi an toàn, tổ chức ứng trực sẵn sàng ứng phó với bão số 6. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 có khả năng đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai lực lượng, phương tiện, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang nhằm đảm bảo an toàn. Theo kiểm đếm của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, đến 7 giờ sáng nay, Đà Nẵng còn 4 phương tiện cùng 40 ngư dân đang hoạt động trên biển. Các phương tiện này đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6. Bộ đội Biên phòng thành phố đang duy trì hoạt động thông tin liên lạc với các phương tiện, thông báo kêu gọi vào bờ trú tránh an toàn.